Xin chào các bạn, chào các bạn trở lại kỹ thuật máy tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn là vào chế độ fastboot của con máy Vinmart Joy 1, mã là PQ4001 nhé. Bây giờ đây cho mình cho các bạn xem cái mã đây, giới thiệu về điện thoại Joy 1 đây. Để thực hiện vào fastboot thì chúng ta sẽ phải tắt nguồn. Ta sẽ thực hiện tổ hợp hai tổ hợp phím là phím giảm âm lượng và phím nguồn. Dí giảm âm lượng trước, rồi dí nguồn. Rồi, đây nó sẽ vào cái chế độ fastboot mode cho các bạn đây. Nó sẽ báo cái trạng thái Secure Boot Disable, rồi Serial Number, rồi Device Lock, rồi cái tên là fastboot mode đấy. Các bạn vào, nó sẽ hướng dẫn là chọn đây. Ta ấn vào đây để chọn vào bọn off. Rồi start, bootloader start đây. Cái này nó đang bị chạm phím nhé các bạn nhé. Rồi và ấn nguồn để chọn nhé. Máy đang bị chạm phím các bạn đi, nó khác tự nhảy. Rồi bây giờ ta khởi động lại. Ok, nếu mà nó chạm phím nó sẽ nhảy vào trong đấy. Rồi vừa rồi là mình vừa hướng dẫn đây, nó bị chạm phím đấy. Mình ấn Record System nha. Vừa rồi là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện vào chế độ fastboot con máy Vinmart Joy 1 PQ4001 thành công. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nha. Chào các bạn.